Mến chào cô chú anh chị, các bạn và các em gần xa. Ngày mới mình thân chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thân tâm luôn an lạc, hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày. Hôm nay mình có dịp đi đến DMV để đóng tiền giấy lệ phí thông hành cho xe đó. Sẵn tiện đây mình thấy một đoạn đường ở trong thành phố San Jose rất là đẹp. Mình quay lại cho cả nhà tham quan và sau đó chúng ta cùng nhau về nhà nấu ăn cho buổi cơm chiều nha. Mình đã đến khu vực DMV nè cả nhà. Ở nơi đây đó là chuyên đóng các lệ phí về xe và thi lấy bằng lái xe. Gia đình mình là đều thi ở đây hết đó cả nhà.
nhưng mà nơi đây không có cho mình quay phim chụp hình, mình chỉ quay sơ phía bên ngoài cho cả nhà tham quan. Rồi sau đó chúng ta đi dạo phố một vòng nha. Hôm nay rất là đông, thấy nhiều cô chú với các em đi thi nè. Đến nơi đây thì mình nhớ lại cái ngày mình qua Mỹ. Khi mà đến nơi đây cả nhà rất là run đi thi lái xe, nhưng mà may mắn thi một lần là đậu rồi. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng đi với mình tham quan một đoạn đường ngắn đó nha. Rồi bây giờ mình bắt tay vào bếp. Đây là cá mình mua ở Costco nè cả nhà. Cá này mình nó để là tiếng Anh, mình dịch ra là dịch là cá dược, xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Vì mình thích ăn cá này lắm, nó không có tanh mà ít xương nữa. Hôm nay mình nấu cá này với hai món là món canh ngót và kho. Thì mình đã làm sạch rồi nè, rửa muối giấm mình rửa sạch rồi. Bây giờ bắt đầu mình ướp, thì mình ướp với bột cà no gà, vì trong bột cà no gà này nó có hành rất là thơm, cho nên mình thích ướp cá là bột cà no gà lắm cả nhà. Trong cái bột cà no thì có muối, cho nên mình sử dụng này thì không có sử dụng muối. Khi cá đã thấm thì bắt đầu mình chiên sơ hết. Kho cũng chiên mà nấu canh cũng chiên sơ hết, cho nó săn cá và nó thơm. Nước mình cũng đã sôi nè, bây giờ mình cho cá chiên sơ vào. Mình cho đuôi cá, đầu cá mình vào mình nấu canh. Còn phần giữa thì mình kho, kho ớt, kho mặn á cả nhà. Rồi bây giờ mình cho cọng rau cần vào trước, vì rau cần nó cứng, cho vào trước cho nó mềm, mà sau đó mình mới thả cà. Cuối cùng mình cho lá rau cần vào. Bữa nay đơn giản chỉ nấu hai món thôi, cà rau cần. Mình không nêm rau khác nữa cả nhà, vì cái hương của rau cần là thơm rồi. Cá mình rửa giấm khi mình nấu, nước ở trong không có miếng bọt đó cả nhà. Rồi mình nêm nếm, rồi cuối cùng mình cho chút xíu nước mắm vào. Cho chút xíu bột cà no rau củ vào.
rất là ngon, đậm đà, thơm lắm. Rồi khi nồi canh sôi chín rồi mình cho ớt. Nhà mình cũng thích ăn cay lắm. Ngon ha cả nhà, rất là hấp dẫn. Món canh ngót mình đã xong rồi nè, cho ra tô nhìn rất là ngon, đậm đà, cá không bị vỡ, cà vừa chín, không chua, rất là vừa ăn, cay cay và thơm mùi rau cần, hương vị quê nhà. Món này là hao cơm lắm cả nhà. Còn đây là nồi cá kho của mình nè, mình kho với nước dừa, ớt, thơm lắm. Giờ mình hầm lại cho đều rồi xong xuôi đó, mình để nước cho thật là cạn. Cá này rất là ngon á cả nhà. Video mình cũng khá dài rồi, mình xin tạm dừng nơi đây và cũng không quên nói lời cảm ơn đến cả nhà bấy lâu nay luôn yêu thương đồng hành xem video ủng hộ mình. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, chào tạm biệt.